Rồi, mình xin chào cả nhà luôn nha. Bữa nay đi đạm chép với hai chị em nha. Cả Nay mình bắt cả cua nhà mấy chị ngày thì mới đạm chép tập nha. lành nha. Bắt cua thì mình đi bắt cua mấy chị thì đạm chép. Rồi. Giờ đưa mấy chị đạm chép rồi mình lên đây nha cả nhà. Lên cái ngọn này mình đi bắt cua. Rồi đi, khi nào có mình ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Nước này cũng ương quá, lâu quá rồi mình mới trở lại bắt cua cả nhà. Không thì ao cầu nó bị bể cả nhà, nên mình ở nhà đắp. Hôm nay mới đi chạy săn bắt cho cả nhà xem nha. Đi thử có nha cả nhà, này cũng hơn nửa tháng rồi nha. Đây mình gặp cái hang dưới đây rồi nha, trắng ngắt lên đây. Xấu. Rồi, nó lên coi nha. Rồi. Xíu nó chạy xuống. Chắc ghê. Ghê coi nha. Không biết có ôm không nghe. Mình thọc rồi. Con cả nhà, đập lại quá. Cua chắc ghê cả nhà, bẩu họ luôn cả nhà. Đào rất mệt. Cái con nào gặp lên em nữa coi nha. Ngon kìa. Vỗ nó bấm bấm lên. Mình lại tiến hành bắt luôn. Cua này đông quá nha. Đồng là có cua nha. Quá thôi nha. Đâu không? Để đi quay thế. Đó, hồi nhỏ này nha. Chưa. À.
nhỏ mấy nha. Bỏ ôm không ạ? Ôm của mày hay gì đấy không ạ? Nó còn kẹt luôn không ạ? Rồi. Đây ôm cái này. Gió nè. Kim của mày ạ. Ủa không em đâu rồi. Gió nhất nhật đi. Trời ơi. Không em đâu. À, cô mềm đã quá cả nhà. Hai cô ôm gì chút xíu. Mà thôi rồi. Gió nó cả nhà. Nhợt à. Ngon quá. Bỏ nó lại cái nhà. Đây cái nhà. Ta đây gặp được thằng cua này. Có dấu nó rồi. Họ cứ coi sao. Bóp coi. Thôi sâu. Con cua coi nè. Khó bắt. Khó bắt cũng phải bắt thôi. Bụng cua là mừng rồi. Khó gì cũng bắt đó các nha. Chắc còn cái bánh cam quá cả nhà. Ua bắt hành bánh cam luôn. Rồi ăn cua ngon kìa. Còn cái bánh cam nè. Chắc thấy ghê. Đây cả nhà, mình vừa gặp được con cua đây cả nhà. Con cua cả nhà. Ngon quá. Con không bự luôn. Con bự quá. Kẹp dữ. Kẹp.
kẹp ha. Đoạn mấy con này ốp sập rồi nha, chắc cũng đỡ. Mình vô đây thăm con cua, mình bữa hôm bắt được con nha. Cua đây có dấu phật phật đó, không có con gì đây. Con cua coi nha, rồi nó chạy ra nơi. Con cua cái nha, ở đây đây ra đây cua trọng nha, cua được đây nè cái nha. Cua nhỏ nhỏ là mấy không? Cũng được. Hai bác mang đó con cua coi nha. Giờ đâu đây gặp hai mình nữa coi nha. Mà nó nè. Đây mình cắm máy bắt nha. Ủa ủa coi nha, ủa tại lúc ấy đây, ủa chắc cũng đang máy nữa cả nhà. Mấy cua này thì nó chắc lắm rồi, đập hết lại mốt có ở ở ăn cái kẻ vậy mà mốt nó ở cua nhỏ 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 bắt được. Cái gắm gắm ngồi kìa, trời cũng nắng nực thôi hồi luôn coi nha, nắng quá. Nghe coi nha, tiếp tục đi, có gì ghi hình vô coi nha, xem nữa nha. Ở đây gặp con cua bò nè coi nha. Ồ tối hay gì à? Bò màu nữa nha. Kiếm nó coi. Này nè, này nè. Như nó có vô hang này hay gì giấu quá trời. Biết vô hang này không? Cái nha.
Đặt vô. Qua đây dở ngập rồi. Dấu nó vô đây rồi đâu ta. Cái mưa nó ra rồi. Có không này? Rồi. Có cả nhà. Ui sâu quá, sâu quá cả. Mai xuống rồi. Mọi bắt nó mà được. Bò lum đây rồi. Ôi. Sâu dữ. Én rồi. Cho lên con này. Được cái nha. Đây là máy. Máy hà lan. Cua không được chắc nữa cái nha. Ốp sập. Chắc không kiếm tiền được. Ốp na. À nó ốp na. Giờ kiếm cua bự nó hơn hiếm quá nhỉ. Bự cũng khó mà. Tiếp tục cua coi nè, ăn cua đông ngoài này ngon. Con cua nó bự luôn cũng được, bậy nó không có bán cũng có thả cả nhà. Cua trọng nè, bự ra cua đá nữa nha, lớn nhỏ được.
là mấy ạ. Rồi cái giấm ngon ghê, giấm ngon ghê coi nha. Con cua coi nha, con mà đây vô đây ăn màu vô chả. Dạ, không không làm được. Wow, một cái gắm ngon ghê. Gắm là đực. Đực. Đực coi nha, chắc ghê. Hai lần rưỡi. Wow. Ôi. Đây cả nhà, mình gặp được cái hang chà bá luôn rồi. Rác lớn không. Sâu quá cả nhà. Kèo quá bẩn. Con cua đây cả nhà. Kẹp rồi. Đụng cua rò cả nhà ơi. Ủa bỏ gỡ, chạy bên kia rồi. Chết cả. Giờ nó xuống rồi các nhà ơi. Mình ém cái này đỡ ra các nhà. Ủa mà chạy em đây. Chạy chạy em đó, khó bật. Cua bự nha cả nhà, lắm ạ. Chà bá luôn. Rồi. Chẳng chẳng luôn. Wow. Đỡ đâu chết tôi. Chú ngon cả nhà ơi. Nguồn xuống nó khó bắt lắm nha nha. Lên lại nó lại nó nhót. Rồi nữa là cái nha. Này nó bự. Trời ơi. Đó cả nhà. Wow. Ừ nó kẹp luôn. Wow. Đây cả nhà.
cua đã. Cua chưa được chắc luôn rồi nè, mới cứng à. Đây coi nè, nửa ký luôn, cứng dữ rồi chứ. Thấy nha, giờ con cua đào cái ụng rồi, con ụng lắm rồi nha, một ôm hai lọt quá nha cả nhà, đang có đào ụng nè, quằn kiếm nó coi cái này, đây nó ra nó bò đây coi nha, bò bấm đây, sàng kiếm nó coi. Trời ơi, nó bò đây cái nè. Để mình rùng quá là cái này xem nè. Vô nè. Vô cỏ có, vô chim, cua có hết nè cái nè. Cua bự lại. Bò hết trời lên nè. Mình gọi nó ẩn đây lỗ rồi cái nè. Nằm dưới đây nè. Ừ, bánh bò lên luôn cả nhà. Cua này nó bự lắm nha cả nhà. Đây nè. Quét quét đây. Để mình kiếm rồi, có cả nhà. Đây nè cả nhà, nó vô đây nó dắt ổn luôn cả nhà. Vô con khúc à. Bự ghê luôn. Quần kiếm có, mình quay lại cho cả nhà xem nha. Đây, trên đây giờ khô nước nó bằng ngày, nó rong bằng đêm đó. Kém cả nhà, khó kiếm lắm. Này chỉ hên xui thôi. Đây, cuối cùng mình cũng gặp nó bò đây nè cả nhà. Ừ, cái nó quét nè. Đó, bò vô đây nè. Đây ngẩn lên nè. Đó, nó bò vô đó đó. Cái khoái nó ở trong đó không nha. Đây là dấu nó bụt bụt nè cái nhà. Đây. Ê, có cái này. Ngon quá cả nhà ơi, lên nữa. Ui, dám ôm lắm đó nha. Chú Âu, ở cái cua đực. Nó thở coi nha. Trời ơi, xuống nữa rồi. Đây, có cua hết hồn luôn cả nhà, để đây coi có ôm không nha cả nhà, rồi cua đực,
Đó, ôm cả nhà. Cua ôm. Đây, đây là. Rồi, cua ôm. Đảo quá cả nhà. Ôm. Chú hỡi. Nãy giờ nó đào đây nè. Rồi, ơi con càng này. Cái dám ôm. Nhu nha cả nhà. Đó. Này trâu á. Wow. Trâu không dám lại đi. Thấy con chồng anh không chịu lại nữa. Nè. Chồng lên nè. À, ôm luôn hai cây nè. Chịu rồi heo. Đó, chứ còn gì là anh kẹp rồi nha không? Anh bảo vệ con cái anh á. Ừ rồi. Đã rồi nha. Ui, 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 anh bảo vệ cô cái. Ui, nặng 60 lạng nha. 7 lạng có. Thôi, bắt nó cái này. Đó, anh chui vô cái này. Đã. Chứ gặp cô khác là anh dứt rồi. Là chồng anh bảo vệ anh không? Người cũng vậy nha, bảo vệ nha, bảo vệ lẫn nhau. Anh này gặp con khác là anh kẹp rồi ha. Còn bắt con trấu nha. Bắt trấu cả nhà. Trấu nha cả nhà. Rồi, cái đây. Ok, tươi. Kiếm được cua được kìa, mừng quá trời cả nhà. Đây một con cua cái. Wow. Cua hết hồn cua. Quá. Quá sức lực lượng. Đây, hai vợ chồng nó đây cả nhà. Ui, cô nhu nha. Cô này ăn là hết chơi nha cả nhà. Rồi, nước lớn này mình cũng về nha cả nhà. Này trúng nha cả nhà. Trúng ngon nha. Mình được hai cặp vôm luôn. Đây, mình quá có chuyện với em đây. Người chết rồi cả nhà. Đào cái này chạy rất là còn nữa. Đây là cũng là chị Ba nè, đó. Rồi, chào tạm biệt các nhà nha. Còn của mình chưa kết quả nha. Rồi, rồi ra đi. Đây hành quả của Trường Chi đây cả nhà. Ôi, con cua đực quá to. Một con. Đây, hai vợ chồng ở đây. Chồng đi làm gì vợ không chạy xuống mừng hết á. Đây,
Rồi. Rồi. Rồi con được ôm rồi nãy cả nhà. Ôm với con cô mềm này. Đây, chuẩn bị nữa nè. Wow, ôm chân cụ đực đó nha các em. Đực này hay đực đó không phải không? Nha, đây thấy chồng nè. Con này ông ôm có 15 tuổi. Ôm chân nhỏ này nãy nè. Ây, con này chắc dưới rồi nè. Của mình như cái hết rồi nha các em. Được quay cái cua. À, chị Chi xin chào tạm biệt cả nhà nhé. À, chết bự đây nè. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chết bự nha. Hẹn lúc sau gặp lại nha. Đây là mấy chị làm tiếp nha. Đó. Anh này ốc đá gì anh cũng chơi hết nha. Rồi, Chi cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bà xã mình xuống mừng mình nè, mình đi làm gì mừng dữ.